Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình, và mình là S Gamer đây. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá tựa game có cái tên là con gà Ace. Trứng chứ không phải là gà, nó là trứng gà đó. Chúng ta cùng khám phá bắt đầu từ đâu đây. Nó đang bảo là Tap Deep Boot Thần Too Much Chicken. Ok. Yo. Yo. Nó mua cái gì đây nhỉ? Tại sao mình lại phải mất 100 đô? Ô, tựa game này không có người hướng dẫn luôn các bạn ơi. Vãi nhờ. Tại sao vậy chứ? Ui, flycam. Flycam bay qua, ấn phát rơi luôn cái flycam, vãi cả trường. Rơi thì là kính viễn tưởng. Còn gì nữa không? Có khi đây là tự game bắt phải lấy cam thì đúng hơn đấy chứ gà qué gì, đúng không? Cũng tự game bắt phải lấy cam đấy chứ ấy. Cái phải lấy cam đấy chở hàng sẽ được 14 đô rồi. Mới được 15 đô mua gì? Sao lại cam đâu? Sorry các bạn, mình tưởng thu nhỏ được mà không thu nhỏ được. Vãi vậy. Xe cộ đi ngang qua này. Đây rồi. Mày chết. 2 đô à? Được bốn mấy đô luôn kìa. Hấp dẫn. Tự game này khá là lạ nhỉ. Ok, và ngày hôm nay đã giới thiệu cho các bạn. Ok, nốt với bài đã. Xong quả trứng. Có nghĩa đây là tựa game bắt phải lấy cam thì đúng hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu các bạn thích tựa game này thú vị thì có thể tải về chơi. Và xin chào các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.